Trung tướng Tô Ân Sô đã bắt giám đốc Vietsi Ngô Thị Tố Nhiên và hai cán bộ EVN. Người phát ngôn Bộ Công an cho biết bà Ngô Thị Tố Nhiên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sáng kiến về chuyển dịch năng lượng Việt Nam Vietsi cùng hai cán bộ tập đoàn EVN đã bị bắt vào ngày 25 tháng 9 vừa qua. Chiều ngày 30 tháng 9, tại cuộc họp báo chính phủ, người phát ngôn Bộ Công an Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, căn cứ kết quả điều tra cùng tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 25 tháng 9 vừa qua, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Thị Tố Nhiên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sáng kiến về chuyển dịch năng lượng Việt Nam hay còn gọi là Vietsi, vì tội chiếm đoạt tài liệu của cơ quan tổ chức quy định tại Điều 342 Bộ Luật Hình sự. Cùng bị bắt với Tố Nhiên có Dương Đức Việt, sinh năm 1979, chuyên viên cao cấp Ban Quản lý Đầu tư thuộc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia EVN, và Lê Quốc Anh, sinh năm 1984, trưởng phòng phân tích hệ thống Công ty Tư vấn Điện 1. Cả hai cùng bị bắt vì tội chiếm đoạt tài liệu của cơ quan tổ chức. Qua kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, đã xác định, từ năm 2020, Ngô Thị Tố Nhiên biết Việt và Quốc Anh có quyền tiếp cận thông tin tài liệu liên quan tới hoạch định chính sách phát triển lưới điện của EVN, đường lưới điện 500 kW và đường lưới điện 220 kW, nên Nhiên đã hợp thức hóa việc chiếm đoạt tài liệu bằng cách ký hợp đồng lao động, hợp đồng chuyên gia với hai bị can trên, theo hình thức bán thời gian và có trả lương. Hai bị can đã cung cấp tài liệu liên quan của EVN cho Nhiên, trong khi đây là tài liệu nội bộ không được chia sẻ. Các hành vi vi phạm của ba người này là phạm tội chiếm đoạt tài liệu cơ quan tổ chức. Hiện nay, cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra. Ngay sau khi thông tin Nhiên bị khởi tố, nhiều cơ quan truyền thông nước ngoài, một số tổ chức hoạt động lưu vong đã đưa tin xuyên tạc, vu cáo Việt Nam bắt giam các nhà hoạt động vì môi trường. Bộ Công an bác bỏ những luận điệu xuyên tạc kể trên, coi đây là hành vi can thiệp vào hoạt động của Việt Nam. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, bình luận và đăng ký kênh Tin Nóng Mỗi Ngày để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất.